Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Trường, 34 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc là bà NTT, 68 tuổi, ngụ cùng địa phương, cô ruột của Trường. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn đất đai giữa gia đình Trường và bà T. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4, sau khi đi nhậu về nhà, Trường nghe bà T chửi gia đình đối tượng. Lúc này, Trường tức giận đi vào nhà bếp lấy hung khí đi qua nhà bà T. Tới nơi, thấy bà T đang nằm trên võng chửi Trường tác động nhiều nhát vào người nạn nhân rồi đem hung khí gây án đến Công an xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, Đầu Thú. Trong khi đó, bà T được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong ngay trong đêm. Qua vụ việc trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo, khi trong gia đình có xảy ra việc tranh chấp đất đai, người dân cần sớm trình báo chính quyền địa phương để có biện pháp giải quyết hợp tình hợp lý, tránh những vụ án thương tâm có thể xảy ra liên quan đến những vụ án mà hung thủ và nạn nhân đều là những người thân thích họ hàng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1989, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4, khi thấy Phương nhậu một mình trong nhà, ông Lê Văn Trinh, sinh năm 1958, là cậu ruột của Phương, đứng trước nhà la giày. Tức giận, Phương đi ra mé kênh phía trước nhà lấy bình hoa bằng sành đến tác động nhiều cái vào đầu của ông Trinh, khiến người đàn ông này té ngã xuống nền đất. Lúc này, Phương không dừng lại mà tiếp tục cầm bình hoa tác động thêm nhiều cái vào đầu của cậu ruột. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Phương bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, bà Lê Thị Hạnh, mẹ của Phương, về nhà phát hiện ông Trinh tự vong trước cửa nhà nên thông báo cho những người xung quanh biết để trình báo công an. Khi biết lực lượng chức năng đang truy tìm, đến chiều cùng ngày Phương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội thông tin, đơn vị đã bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp 17 đối tượng và tạm giữ hình sự đối với các đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình Sự. Vụ việc được xác định, một số thanh thiếu niên thuộc hai nhóm kín trên mạng xã hội là nhóm những cơn mưa thủy tinh và nhóm 29M1 xảy ra mâu thuẫn chửi bới thách đối nhau. Sau đó, các đối tượng đã kêu gọi các thành viên trong nhóm tụ tập chuẩn bị hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2024, hai nhóm trên hẹn gặp nhau. Các đối tượng mang theo hung khí chuẩn bị sẵn gồm nhiều tuyếp sắt và phóng lợn. Nhóm 29M1 di chuyển từ địa bàn huyện Thanh Trì về huyện Thường Tín để gặp nhóm những cơn mưa thủy tinh. Sau khi gặp nhau, hai bên truy đuổi đánh nhau trên các tuyến đường thuộc huyện Thanh Trì và huyện Thường Tín khiến nhiều người đi đường khiếp vía. Qua công tác quản lý địa bàn, đội cảnh sát hình sự công an huyện Thanh Trì nắm được thông tin về vụ việc nên đã nhanh chóng tập trung lực lượng ngăn chặn, truy bắt các đối tượng. Khi các đối tượng đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến đường thì phát hiện bị công an truy đuổi nên hai nhóm tản ra, bỏ chạy về nhà cất giấu hung khí. Đến ngày 18 tháng 4, công an huyện Thanh Trì đã bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp 17 đối tượng thuộc hai nhóm 29M1 và những cơn mưa thủy tinh và tạm giữ hình sự đối với các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tang vật thu giữ gồm vũ khí tự chế. Được biết, các đối tượng trên đều là học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Công an huyện Thanh Trì đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc. Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 43 trên 67 bị cáo và kháng cáo của 4 cá nhân, tổ chức, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, trong đó có Thủ Đức Hào. Phiên tòa dự kiến từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 do thẩm phán Hoàng Thanh Dũng làm chủ tọa đại diện Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng được triệu tập với tư cách là bị hại trong vụ án. Trong số 43 bị cáo kháng cáo thì có Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và 9 bị cáo khác là cựu cán bộ công tác tại phòng nghiệp vụ của Cục Thuế cũng kháng cáo. Trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh 54 tuổi, cựu phó cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo nội dung vụ án từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng đang trốn truy nã với vai trò là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối, thông qua sản xuất sử dụng hàng giả hàng nhái hàng đã qua sử dụng, thực hiện việc mua bán hàng hóa lòng vòng, nâng giá lên nhiều lần, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty ma, thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để các công ty như Thủ Đức Hầu, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do Dũng thành lập. Sau khi nhận được tiền từ các công ty Thủ Đức Hầu, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng vào các tài khoản của tổ chức cá nhân, rút toàn bộ 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh với cương vị là phó cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ký các quyết định hoàn thuế cho thủ Đức House đối với 15 kỳ từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019 trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế. Bị cáo có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho thủ Đức Hậu không áp dụng đúng đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế gây thất thoát cho nhà nước 331 tỷ đồng. Ngoài ra, ba bị cáo là Đào Thị Nga, cựu cán bộ tri cục thuế quận 1, Nguyễn Phương Nam, cựu cán bộ tri cục thuế quận 3 và Ngô Huỳnh Lũy, cựu cán bộ tri cục thuế quận 5, nhận hối lộ trên 7,3 tỷ đồng. Trong vụ án, còn 7 cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, cập nhật thông tin lên hệ thống để thông quan cho các lô hàng và không phát hiện được hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và Đồng Phạm. Mới đây, ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, Công an huyện đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ phụ huynh đến trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình đánh cô giáo. Đoạn clip sau đó được tung lên mạng xã hội. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tân Thạnh, lúc 14 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, cô N, 35 tuổi, giáo viên lớp 1A, tại điểm cây sao thuộc trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình, dùng thước tác động 5 lần vào phía bên tay trái của một học sinh nam. Nguyên nhân là trong giờ toán, học sinh này không chịu làm bài, không chịu giơ tay thực hiện phép tính, không thực hiện cộng trừ theo hướng dẫn của cô N. Sau khi tác động vào tay học sinh bằng thước, cô N cảm thấy có lỗi nên liên lạc nhiều lần với mẹ em này để xin lỗi nhưng phụ huynh không nghe máy. Ngay khi tan trường, cô N đứng ở cổng trường chờ chị gái của nam học sinh để xin lỗi và được người này đồng ý. Tuy nhiên, lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ của nam học sinh bị đánh là bà S cùng hai người khác một nam một nữ đến trụ sở chính của trường tiểu học Trung học cơ sở Tân Bình tấn công cô N. Trước sự chứng kiến của nhiều thầy cô giáo và ban giám hiệu nhà trường, cô thể bà S la lớn: "Tại sao cô đánh con tôi rồi bạt tai cô N?" Cô N không phản kháng. Trong lúc đó, hai người đi theo bà S cũng định vừa quay clip vừa xông vào tấn công cô N, nhưng được hiệu trưởng nhà trường và các đồng nghiệp cô N can ngăn. Ngày 6 tháng 4, Ban giám hiệu trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình ra quyết định kỷ luật cô N với hình thức khiển trách và luân chuyển đến trường khác để giảng dạy. Phía phụ huynh của nam học sinh bị đánh yêu cầu cô N phải đến gia đình họ để nói chuyện thì sẽ không truy cứu nữa. Ngày 3 tháng 4, gia đình bà S đã đưa nam sinh H đến Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán cháu H bị chấn thương phần mềm, rối loạn tiêu hóa. Đồng thời, gia đình phát hiện cháu hát bị xây sát vùng da vai trái, bàn tay trái, cẳng tay có nhiều vết bầm, hàm trái của cháu sưng đỏ. Bác sĩ đã kê đơn thuốc và cho cháu hát điều trị ngoại trú. Về phía cô N, ngày 8 tháng 4 phải nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và nằm viện. Đến nay, sức khỏe đã tạm ổn. Nam học sinh bị cô N đánh cũng đã đi học lại bình thường. Ông Lê Thanh Đông cho biết thêm, cô N đã cùng đoàn công tác của huyện đến nhà phụ huynh nói trên để làm việc. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh cũng đã có báo cáo toàn bộ vụ việc về Sở Giáo dục Đào tạo Long An. Riêng công an huyện này đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phụ huynh đánh cô giáo N. Sau khi thông tin vụ việc trên được loan truyền, nhiều người cho rằng phụ huynh đánh giáo viên ngay tại trường, dù với bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Một số ý kiến cho rằng về phía nhà trường cũng cần phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của cô giáo N. Ở xã Long Hà, huyện Phú Diêng, tỉnh Bình Phước, có một cụ bà được dư luận địa phương ca ngợi là có sức khỏe phi thường. Đó là cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, hiện đang sinh sống cùng gia đình người con trai cả. Dù cao tuổi nhưng cụ vẫn khỏe mạnh với đôi chân bước đi thoàn thoát. Thoạt nhìn, chồng cụ mới chỉ khoảng 70 tuổi, chẳng giống người đã bước qua 102 mùa xuân. Khi nhiều người thắc mắc thực hư tuổi của cụ Kết, bà Nguyễn Thị Hiền, 69 tuổi, con dâu của cụ Kết, đã lấy ra một số giấy tờ trong đó đều ghi rõ cụ Nguyễn Thị Kết sinh năm 1922. Lúc này, cụ Kết cho biết, cách đây 2 năm, vào dịp mừng thọ 100 tuổi, cụ được chủ tịch nước tặng sấp vải gấm đỏ. Nói rồi, cụ nhờ con dâu vào nhà lấy, đưa ra một chiếc áo được may từ vải gấm đỏ để chứng minh lời mình nói là đúng. Khi được hỏi làm thế nào để cụ có được sức khỏe dẻo dai như thế, cụ Kết cho biết, chẳng có bí quyết gì cả. Mỗi ngày cụ chỉ dành 2 tiếng đồng hồ để tập thể dục, các bài tập đều do cụ tự nghĩ ra, bắt đầu tập luyện từ năm 1994 đến nay. Trong số các bài thể dục ấy không thể thiếu hít đất. Cụ kết minh họa theo lời kể chuyện bằng những động tác tập thể dục quen thuộc. Sau khi xoay tay trái chuyển qua tay phải, cúi người, xoay hông, cụ chuyển sang hít đất. Bà Hiền nói, mẹ của bà có thể hít đất được tới 20 cái một lần mà không hề hấn gì. Mỗi ngày, cụ kết đều dành 2 tiếng đồng hồ để tập luyện đều đặn hai buổi sáng, chiều không bỏ ngày nào. Cụ cũng ngồi thiền khoảng 30 phút vào mỗi buổi tập. Bà Hiền còn cho biết sức khỏe của cụ kết dẻo dai, ngoại trừ một lần bị sốt rét, còn lại cụ không phải uống viên thuốc trị bệnh nào. Theo lời cụ kết, để có được sức khỏe như bây giờ, chăm chỉ tập thể dục chưa đủ, còn phải giữ được nếp sinh hoạt. Cụ nói, không biết làm thế nào mới gọi là đúng chuẩn khoa học, song những gì cụ nghĩ ra và thực hiện lại thấy có hiệu quả. Theo đó, mỗi ngày cụ đều ăn đủ ba bữa, kể cả khi biếng ăn, không ăn vặt. Khoảng 9 giờ tối cụ đi ngủ và thức dậy lúc 5 giờ sáng. Trưa mỗi ngày cụ đều nằm ngủ một chút. Người con dâu nói, việc tắm rửa sinh hoạt cá nhân mỗi ngày đều tự mẹ tôi làm, không cần tới con cháu hỗ trợ. Theo lời kể của cụ kết, sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, cả gia đình từ tỉnh Hà Tây cũ vào tỉnh Sông Bé cũ nay là tỉnh Bình Phước lập nghiệp. Ngày đó, ở xã Long Hà, nơi gia đình cụ kết đã chân đến còn hoang sơ, cuộc sống khó khăn. Đến vùng đất mới, dòng gia đình quen với việc đồng áng nên sau khi dựng được căn nhà cấp 4, đã bắt đầu khai hoang trồng lúa, làm đủ mọi việc để nuôi 8 người con. Ở đất khách quê người được vài năm thì đột nhiên chồng cụ kết lâm bệnh nặng rồi mất. Một mình cụ gồng gánh nuôi các con. Theo ông Nguyễn Trọng Bảo, 78 tuổi, con trai trưởng của cụ kết. Đến ông cũng bất ngờ với tình trạng sức khỏe của mẹ mình. Ông bảo nói, dù hơn 100 tuổi nhưng mẹ vẫn ngồi xe máy đi hàng chục cây số. Đến nay mẹ vẫn nhớ từng kỷ niệm, mốc thời gian trong cuộc đời và nhớ tên, tính cách của toàn bộ con, cháu, chắt. Và cho biết cụ kết sống chung với vợ chồng ông từ trước đến nay. Ông bảo kể tiếp, mỗi ngày khi các con đi, mẹ ở nhà nấu cơm, cho gà ăn, ra vườn nhặt củi, sợ mẹ làm việc gì ảnh hưởng tới sức khỏe, tôi có khuyên nên nghỉ ngơi nhưng mẹ không nghe. Tết Nguyên Đán vừa rồi, em trai tôi đưa mẹ đến thị xã Bình Long lễ chùa, đi biển Cần Giờ ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ nghe kể về tòa nhà 81 tầng cao nhất Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, thế là nhờ con trở đến tham quan để chinh phục. Được đi lên tòa nhà cao nhất nhìn thành phố Hồ Chí Minh, mẹ vui lắm, về đến nhà gặp ai cũng kể. Cụ kết khoe với mọi người về trí nhớ phi thường của mình. Cụ nói, tôi biết tuổi của mình. Mấy người đến thăm đều bảo ở cái tuổi của tôi thường bị đãng trí, lẫn. Còn tôi nhờ trời thương, đến tuổi này rồi vẫn minh mẫn. Tôi có 16 người con trai, gái, giàu rẻ. Cháu nội ngoại có 24 đứa và chắc có tận 39 đứa. Con cháu về thăm, kể ở đâu, làm việc gì, đứa nào khó khăn, thành đạt. Tôi còn nhớ hết Người con trai trưởng của cụ kết tâm sự, thấy mẹ tuổi đã cao nhưng còn khỏe mạnh, mọi người trong gia đình ai cũng vui mừng. Mẹ có 8 người con, tất cả đều còn hết. Dù rời quê từ rất lâu, nhưng mẹ vẫn luôn nhớ về. Mỗi lần về Bắc thăm quê, dù đi xa hàng nghìn cây số, nhưng mẹ vẫn thích đi ô tô để ngắm cảnh, con cháu cũng chiều theo.